khi mà mình đào xuống, tức là đặt đặt cái tiểu quách ở cái tầng tầng thực thổ, thì như vậy thì để mà thông được thiên địa thì người ta có một cái giếng ở bên trên gọi là giếng thiên, cho nên bất kỳ một ngôi mộ nào thế người ta sẽ phải để một cái giếng thiên bên trên, nó càng rộng càng tốt, và cố gắng là cái độ rộng này nó phải bằng được cái độ rộng của cái tiểu, và nó đồng bằng đúng cái kích thước của cái quách bên dưới nó thẳng lên. Chứ ở đây trong này chúng ta đi khảo sát, chúng ta thấy rằng là có một số những cái ngôi mộ là cái giếng thiên rất là nhỏ, không người ta phải làm cái giếng thiên lớn, bởi vì khi làm giếng thiên lớn như này á thì khi mà hàng năm thì đất cát nó sụt xuống thì là mình còn có biết để mình bồi vào. Chứ nếu như mà lấy cái này mà che vào đây, nhiều nhà người ta để cho cỏ nó không mọc, thì nó cái giếng nó bằng khoảng tầm 20-20 hoặc 30-30 như này, thì nhiều khi nó chỉ có tí đất do rễ của cây nó bám đấy, còn xung quanh là chuột bọ hoặc là rắn rết nó nằm sụp xuống đấy, thì thành ra nó bị khuyết thiếu ở chỗ này, thì tưởng là nhiều đất nhưng bên trong nó bị hụt. Thì để mà giải quyết vấn đề đấy thì thông thường là trước đây các cụ làm cái mộ tròn ấy thì là cái giếng gần như được mở hết cỡ. Đó, nhưng mà bây giờ làm thì người ta làm cái một nhất là mấy cái mộ đá thì người ta làm cái miệng nó quá nhỏ, nhiều khi tưởng là bên trên có đất nhưng mà lại không có, hoặc là nếu thì chỉ vón 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 nó cục lên thì không ổn, cho nên người ta cần phải mở rộng cái giếng thiên này ra.